Xin chào anh em, một số anh em có đặt câu hỏi cho tớ rằng thực ra không phải đặt câu hỏi, các anh kêu ca phàn nàn rằng là anh ơi, thực ra thì em bây giờ em cũng có nhiều khách nghe lắm, nhưng mà không hiểu sao mà tìm mãi không được căn nào đẹp, hoặc là cứ căn nào đẹp gọi bán rồi, hoặc là toàn căn xấu thôi, chủ nhà kêu vừa đắt lại vừa ngáo giá, lại nhà thì lại méo mó xẹo sọ, đưa khách vào thì hết lỗi này đến lỗi kia, lại cái là chẳng có căn nào để chốt cả. Nhưng thực tế anh em hình dung ở thực tế này, vẫn có rất nhiều ông chốt được vẫn nhân dân rất nhiều giao dịch. Ví dụ như tôi ở Hà Nội một ngày có hàng trăm giao dịch thực hiện xảy ra. Thế thì chẳng nhẽ bây giờ có hai vấn đề, là một là vấn đề là người ta có rất nhiều hàng đẹp mà mình không có. Cái thứ hai là kỹ năng của mình chốt kém chẳng hạn. Nhưng có những ông rất là khéo mồm vẫn không chốt được, vẫn kêu ca là nhà đắt, nhà xấu, nhà lỗi, nhà có vấn đề, không chốt được. Thế thì bài toán ở đây là tại sao rất nhiều môi giới ngoài kia họ có nhiều nguồn hàng đẹp như vậy, mà mình, chính bản thân mình mà lại không có nhiều nguồn hàng đẹp. Thì ngày xưa tôi cũng mắc cái lỗi này nhá. Tức là tôi có rất ít nguồn hàng nhá. Các anh em hình dung này, ví dụ như các bạn có 100 nguồn hàng, 1.000 nguồn hàng đi, thì kiểu gì trong cái đống 100.000 đấy các bạn tìm ra 5-3 căn ngon bổ rẻ là chuyện hoàn toàn bình thường, đúng không? Chắc chắn là có nha. Nhưng mà nếu như trong tay các bạn sở hữu chỉ có 3 căn, 5 căn, 10 căn, hỏi em có trong kho nguồn nhà em có bao nhiêu căn, bao nhiêu mảnh đất, thì có 10 thôi, 20 mảnh thôi anh em ạ. Thế thì làm gì có hàng đẹp. Ví dụ tỷ lệ nhá, anh em hình dung này, bây giờ chủ nhà họ thường giao giá rất là cao, hiếm người nào giao rẻ lắm. Thế 100 căn anh em hình dung là xác suất nhỉ, 100 căn thì may ra chúng ta có còn được từ khoảng độ 3 đến 10 căn nhá, có thể từ 3 đến 10 căn là hợp lý, dễ bán, xứng đáng để khách mua. Đấy. Nhưng bây giờ anh em có khoảng độ 30 căn thì tỷ lệ xác suất là 10% thì có khi anh em chỉ được 1 căn, 2 căn, mà 1, 2 căn đấy thì khi gọi đến người ta lại bán mất rồi. Đấy, thì chúng ta không bổ sung nguồn hàng mới vào. Đấy, nên chúng ta không có hàng đẹp để chúng ta giới thiệu. Đấy, nên khách mặc dù có rất có nhu cầu nhưng làm không cho đưa toàn căn xấu thôi thì tự nhiên là cũng chẳng giao dịch được. Vậy thì lý do khiến anh em không có nhiều nguồn hàng là gì? Là theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là lý do đầu tiên khiến cho anh em không có nhiều nguồn hàng đẹp thì ở đây là chúng ta không có mục tiêu. Mục tiêu là chúng ta cần sở hữu bao nhiêu thông tin nha. Ví dụ như phần lớn anh em môi giới đi làm nghề, tức là các ông ý cứ làm theo kiểu bản năng thôi, chẳng nghĩ ngợi gì cả, chẳng có mục tiêu gì cả. Ví dụ ông nghĩ là có cái nào thì bán cái đấy. Ví dụ có những ông trong đầu chỉ có 3 căn, 2 căn, 5 căn hết. Nhá, hỏi các thì hỏi em có bao nhiêu căn này? Trong đầu em bây giờ có khoảng 3 mảnh, 5 mảnh. Như thế nên nó quá ít anh em ạ, quá ít nên là rất khó chốt. Đấy, họ không có mục tiêu là mình cần phải sở hữu bao nhiêu căn nhá. Nếu như anh em có cái mục tiêu, ví dụ như là mình làm ở quận này, ở huyện này thì mình phải sở hữu ví dụ 100 căn thì mình lên kế hoạch để làm sao để có được 100 căn đó. Vì trong 100 căn thì chúng ta trừ đi những căn xấu, những căn có vấn đề, những căn đắt chẳng hạn, những căn người ta bán mất chẳng hạn, thì mình còn lại khoảng độ 3 hoặc 5 căn để mình có, để mình chốt, đúng không? Nên là đầu tiên, cái lý nguyên nhân đầu tiên anh em không có nhiều nguồn hàng và cũng không có nhiều hàng đẹp là chúng ta không có mục tiêu là chúng ta cần phải sở hữu bao nhiêu thông tin. Đấy, cái sai lầm đầu tiên nhá. Cái lý do thứ hai khiến cho anh em không có nhiều nguồn hàng đẹp và không có nhiều thông tin bất động sản là gì? Là chúng ta không biết cách tìm, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhiều ông thì thực ra thì không phải không biết cách tìm đâu, mà họ không nghĩ, họ không tìm kiếm ra phương pháp để mà có thể tìm được nguồn hàng. Ví dụ có những ông dốt về công nghệ, thế là không nghĩ cách là lên trên internet để tìm kiếm, hoặc có những ông thì không biết làm thế nào để mà đặt vấn đề với chủ nhà, không biết tìm kiếm ở đâu để có nguồn hàng, đúng không? Cái lý do thứ hai ở đây là không biết cách tìm, không biết cách tìm để chúng ta có những cái nguồn hàng chất lượng. Đó. Lý do thứ ba khiến anh em không có nguồn hàng là gì? Là chúng ta không có sức khỏe tốt. Tôi biết một ông anh, ông ấy sinh năm 70 mấy, ông cũng lớn tuổi rồi, ông cũng yếu rồi, đại khái là sức khỏe ông không tốt. Ông có rất nhiều người mách, thỉnh thoảng người này người kia mách cho ông ấy, nhưng mà ông ấy yếu quá, ông không chịu khó, ông không đi được, không chạy được. Mà kể cả cả không phải già hay trẻ, nhưng mà kể cả thanh niên cũng vậy thôi. Cái đi tìm nguồn hàng thì chúng ta cũng phải gì, chịu khó đi, chúng ta phải nỗ lực chúng ta đi, đặc biệt là nếu các bạn làm ở những khu vực rộng chẳng hạn thì chúng ta phải chạy đi giao lưu, phải đi rất là nhiều, có những hôm trời nắng nôi mệt mỏi, đúng không? Tiện chúng ta cũng phải nỗ lực chúng ta đi, và đi lấy nguồn hàng nó cũng không phải là an nhàn đâu, đúng không? Chúng ta cũng phải đi ra ngoài đường rất là nhiều, cũng phải nắng mưa, còn bụi bẩn. Đấy, thì nếu như ông nào không có sức khỏe thì chúng ta lại gì, vừa quảng cáo, vừa đi đưa khách, xong lại vừa đi tìm nguồn hàng, làm gì còn sức nữa. Nên là đối với người làm kinh doanh, đấy, cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Đấy, sức khỏe nó cũng giống như là gì, là cái động cơ, là cái năng lượng của mình để chúng ta vận, để chúng ta
đưa cơ thể mình đi làm việc. Nhưng bây giờ mình không có sức khỏe thì làm ăn cái gì, đi đâu, đúng không? Có nguồn hàng có khi gọi trời ủi xa quá không đi được, mệt lắm thế này thế kia. Nhưng nếu như tinh thần lúc nào cũng khỏe mạnh, phơi phới, cơ thể lúc nào cũng là gì, năng động hoạt bát, thì cái việc đi lấy nguồn hàng nó rất là dễ dàng. Đấy, nên cái lý do thứ ba khiến cho bạn không có được cái nguồn hàng tốt chính là chúng ta không có cái sức khỏe. Đấy. Cái lý do thứ tư khiến cho anh em không có nhiều nguồn hàng là gì? Là các đại ca không có kỷ luật, không nỗ lực hàng ngày. Xin thưa với anh chị em này, mỗi một ngày trôi qua thì sẽ có những bất động sản được bán đi, mỗi một ngày trôi qua thì sẽ có những bất động sản mới họ sẽ được giao bán trên thị trường. Thì chính vì vậy cái việc lấy nguồn hàng chúng ta phải gì, làm liên tục. Bởi vì sao? Nguồn hàng chính là vốn của chúng ta, nó càng ngày nó càng vơi đi, nó càng mất đi vì người ta bán mất rồi, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là gì, là cái thông tin nó phải bổ sung, chúng ta phải bổ sung những cái thông tin mới. Có những cái thông tin cũ rồi chúng ta biết rồi, giới thiệu khách không ưng rồi thì chúng ta phải có thông tin mới, đúng không? Nên cái việc đi lấy nguồn hàng chúng ta phải thực hiện đều đặn liên tục hàng ngày, ngày nào cũng phải đi. Tất nhiên là nếu mà hàng ngày thì nó nghe hơi quá, nhưng mà ít thì cũng phải hàng tuần nhá. Bạn phải cập nhật liên tục những cái nguồn hàng bán, nhưng nếu tốt nhất thì nó là hàng ngày. Bởi vì những bất động sản ngon nhá, nếu bất động sản hợp lý nhá, thậm chí giao dịch trong ngày, trong buổi một buổi luôn nhá, chỉ hở ra là mất rồi. Nên là cái việc nguồn hàng cần phải cập nhật liên tục. Và nếu như các bạn không cập nhật liên tục thì khi mà các bạn ví dụ một tuần một tháng các bạn mới cập nhật một lần, đi tìm một lần, thì thứ nhất là những căn ngon người ta bán mất rồi nhá. Cái thứ hai là cái nguồn cũ của bạn nó cũng sẽ vơi đi rất là nhiều. Nên là chúng ta cần phải liên tục làm mới cái vốn của mình trong kinh doanh. Đấy, cái lý do thứ tư chúng ta không có được cái nguồn hàng chất lượng là chúng ta không cập nhật liên tục. Rồi, cái lý do thứ năm khiến các đại ca không có nguồn hàng chất lượng là gì? Là chúng ta có tư duy sai, có quan niệm sai trong cái việc đi lấy nguồn hàng. Tức là như thế nào? Là nhiều ông cứ bảo là gì, anh em thỉnh thoảng nó bơm váo một câu, bảo ôi mày giỏi cái việc đi chốt sale thì việc gì mày phải, mình mày tập trung chốt sale thôi, hoặc là bây giờ cái khách hàng là quan trọng nhất chứ còn nguồn thì nó thế này thế kia chẳng hạn. Tức là nguồn không quan trọng bằng khách. Đấy, tức là chúng ta có những cái tư duy, những cái quan niệm sai lầm trong cái việc đi lấy nguồn hàng. Hoặc là bây giờ nhiều người anh em nó họ lại bơm vá vào đầu mình rằng là úi bây giờ chủ nhà người bán họ khôn lắm, họ tự quảng cáo, họ không thích môi giới đâu, họ không cần môi giới đâu, thế là tự nhiên là cái gì, cái mong muốn, cái tinh thần làm việc của mình nó giảm sút đi, mình cái sự nhiệt tình, cái sự máu lửa, cái sự chịu khó đi lấy nguồn hàng của mình nó cũng sẽ mất đi. Đấy là do gì, chúng ta chơi với những cái ông bạn, ông ấy cũng không biết cách tìm nguồn hàng, hoặc là ông cũng không có kỹ năng làm việc với chủ nhà, khiến cho cái người bán ấy, họ không thích môi giới, họ không chơi với môi giới nên họ ghét môi giới. Nên là cái tư duy tiêu cực của những cái ông mà không biết cách, không có kỹ năng, nó ảnh hưởng đến bạn, khiến cho bạn lúc nào cũng gì, lo lắng, sợ hãi hay là e dè, ngại tiếp xúc với người bán, không thích tiếp xúc với người bán, anh em mình đúng không? Thế hoặc là họ bạn không có niềm tin rằng là bạn có thể lấy được nhiều nguồn hàng. Không, cứ bảo là bây giờ chủ nhà họ tự đăng tin, tự quảng cáo, họ chẳng cần môi giới, thì tự nhiên là mình mất đi cái niềm tin rằng mình có giá trị với người ta, người ta đang cần mình. Thế tự nhiên là mình lười. Thế thôi, là cái suy nghĩ sai, cái quan niệm sai trong cái việc đi lấy nguồn hàng khiến cho chúng ta cũng không chịu khó và không có nhiều nguồn hàng nhá. Và cái lý do cuối cùng chia sẻ với anh chị em là chúng ta không kiên định, kiên trì, tập trung vào cái mục tiêu của mình. Tức là như thế nào? Nó là như thế này, giống như thực ra thì nó là cái việc lấy nguồn hàng, nó là một cái việc mà chúng ta, bất kỳ anh chị em người làm môi giới nào cũng phải liên tục cập nhật, liên tục nâng cái số lượng thông tin nguồn hàng của mình lên. Nhưng mà cái việc làm đó thì đôi khi nó nói hơi nhàm chán, đôi khi nó không thú vị, nhưng mà chúng ta thì hay bị dao động trong cái việc là làm nghề môi giới. Có những người họ nói rằng là bây giờ cái khu vực này hot, xong rồi khu vực kia hot, thế chúng ta cứ không kiên định tập trung vào cái thị trường của mình. Thực ra theo quan điểm của tôi thì bất kỳ thị trường nào cũng có tiềm năng thôi, nhưng mà nếu chúng ta không kiên định tập trung vào cái khu vực của mình làm thì nay chúng ta chạy chỗ này, nay chúng ta chạy chỗ kia, mỗi chỗ chúng ta một chút, nên chúng ta không tập trung vào một cái chỗ nào cả, nên chúng ta không chuyên sâu một cái khu vực nào cả, anh em hình dung không? Nên là
cái nguồn hàng của chúng ta nó nghe có vẻ là gì, nhiều nhưng mà nó lại thiếu đi sự chất lượng, nó thiếu đi sự chất lượng. Hoặc là như thế này, tôi ví dụ như này, ở quận này các bạn có 1-2 căn, quận kia các bạn có 1-2 căn, quận nọ các bạn có 1-2 căn. Đấy, thế nên là khi chúng ta cái nguồn hàng của chúng ta nó cứ rời rạc, nó không đầy đủ, không phong phú, đấy là chúng ta không kiên định tập trung. Ví dụ như thế này, nếu như các bạn làm một quận thì các bạn phần cần phải kiên định tập trung rằng là gì, bạn sẽ phải sở hữu gần như tất cả những bất động sản khu vực đó, anh em hình dung không? Ví dụ các bạn tìm cái bất động sản tầm tiền từ 1 đến 3 tỷ ở một quận nào đó thì bạn hãy làm sao để sở hữu được tất cả những bất động sản từ 1 đến 3 tỷ. Chúng ta tập trung, kiên định tập trung vào một cái phân khúc nào đó, hãy lấy hết nguồn hàng ở đó để chúng ta có sự đối chiếu, có sự so sánh. Từ đó, ví dụ chúng ta có 10 căn 2 tỷ chẳng hạn thì tự nhiên là chúng ta sẽ biết được căn nào là ngon nhất, đúng không? Nhưng khu này chúng ta chỉ có 1 căn hoặc 2 căn 2 tỷ thôi thì chúng ta cũng không biết được căn nào là thực sự là căn nào là rẻ, thực sự căn nào là mổ, đúng không? Ví dụ trên thị trường có 20 căn, chúng ta chỉ biết có 2 căn thôi thì làm sao chúng ta đánh giá được là hai cái căn của mình nó có hợp lý hay không hợp lý? Vậy thì chúng ta phải kiên định tập trung. Kiên định thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái khu vực của mình kinh doanh. Cái kiên định thứ hai là gì? Là kiên định với cái nghề của mình, tập trung vào cái con đường của mình đó. Ví dụ như là mình phải xác định là một phần thời gian của mình là đi tìm nguồn hàng, một phần thời gian của mình là tổ quảng cáo, một phần thời gian của mình là đi đưa khách đi xem. Thì mình phải tập trung, mình kiên định để làm sao mà mình không bị dao động bởi những cái công việc khác, không bị dao động bởi cái những cái hấp dẫn khác ở bên ngoài những khu vực khác nha. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì nếu như các bạn muốn có giao dịch sớm, nhanh và dễ dàng thì hãy kiên định tập trung vào một cái khu vực của mình thôi, hãy khu vực của mình thôi. Tất nhiên là ở khu vực khác thì chúng ta vẫn, nếu chúng ta có thông tin chúng ta vẫn lấy, nhưng chúng ta cần có chiến lược tập trung vào một khu vực. Vì khi chúng ta tập trung thì chúng ta sẽ hiểu sâu khu vực đó và chúng ta có nhiều lựa chọn cho khách hàng hơn. Ví dụ khách hàng mua ở quận này thì chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta có thể giới thiệu căn này căn nọ để khách hàng có, ví dụ họ mua khu vực thì họ có thể chuyển căn khác nếu như mà căn lúc đầu chúng ta giới thiệu họ không ưng. Đấy, chúng ta cần, theo kinh nghiệm của tôi, các bạn cần kiên định tập trung vào một khu vực, chứ đừng tình trạng là có căn này đẹp lắm ở quận này, xong rồi ở phố này phố nọ chúng ta chạy lung tung là khiến cho chúng ta bị, thứ nhất là mất thời gian, mất nguồn lực. Nếu chúng ta có một căn chúng ta giới thiệu cho khách hàng thì họ không ưng thì chúng ta cũng chẳng có căn nào khác cả, đúng không? Còn chúng ta tập trung một chỗ, khách không ưng căn này, chúng ta có căn khác ngay lập tức giới thiệu gần đấy thôi, ok anh em nha. Đấy thì hy vọng là 6 cái điều tôi chia sẻ, nếu anh em nào mắc phải thì chúng ta nhanh chóng sửa chữa để làm sao để cái nguồn hàng của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì cái nguồn hàng trong nghề môi giới bất động sản nó chính là vốn của chúng ta, đấy là tài sản của chúng ta. Tài sản càng nhiều, vốn càng nhiều thì cơ hội kinh doanh, cơ hội có giao dịch của bạn càng cao. Chúc cho các bạn là làm sao để cải thiện cái tư duy, cải thiện cái phương pháp để chúng ta nâng cao cái nguồn hàng của mình lên, sớm có giao dịch, có tăng thu nhập trong nghề môi giới. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và nhớ đăng ký kênh, khi mà tớ ra video mới anh em sẽ là người được nhận video sớm nhất. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em.